Thưa quý vị, cục cảnh sát giao thông cho biết trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến đường bộ đã ghi nhận hàng nghìn lượt xe vi phạm trên tuyến. Các lỗi phổ biến mà các tài xế mắc phải trong dịp Tết là điều khiển xe quá tốc độ, dừng đổ xe sai quy định, cá biệt có trường hợp phương tiện vi phạm nhiều lần với cùng một lỗi. Nhiều tài xế có tâm lý chủ quan, cố tình vi phạm khi thấy vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông trên đường. Hệ thống giám sát giao thông đã khắc phục được tình trạng trên, đem lại hiệu quả trong công tác ngăn chặn, hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông. Hơn nữa, hệ thống giám sát không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, nên không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm, mà còn góp phần giám sát, giúp lực lượng cảnh sát giao thông nắm bắt các tình huống phát sinh trên tuyến. Các thông tin vi phạm, xử phạt nguội liên tục được cập nhật trên hệ thống tra cứu của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn. Việc này giúp các chủ xe chủ động xem, biết lỗi vi phạm và nộp phạt. Để bảo đảm tính công minh, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với cơ quan đăng kiểm, gửi thông tin vi phạm của chủ xe đến cơ quan này, buộc tài xế vi phạm phải nộp phạt mới được đăng kiểm. Người dân khi đến làm việc được trực tiếp xem lại vi phạm kèm theo ngày giờ cụ thể. Để tra cứu phạt nguội, đầu tiên, mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ website của Cục Cảnh sát Giao thông. www.cảnhsatgiao www.csgt.vn Ở góc phải sẽ có một tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Nhập vào biển số xe, lựa chọn loại phương tiện, ô tô, xe máy, xe đạp điện và mã bảo mật. Ghi rõ chữ hoa và chữ thường tương ứng, rồi nhấn tra cứu. Nếu có vi phạm, màn hình sẽ ngay lập tức hiển thị thông tin chủ xe, thời gian, địa điểm, đơn vị phát hiện vi phạm, số điện thoại để người tra cứu liên hệ giải quyết, ngược lại trang web sẽ xuất hiện thông báo không tìm thấy kết quả việc tra cứu phạt nguội này sẽ giúp chủ xe tránh bị dồn tiền phạt nhất là ô tô đến lúc đăng kiểm trong trường hợp bị phạt nguội chủ xe có thể thực hiện việc đóng phạt ngay tại nhà thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an của tỉnh thành nơi xảy ra vi phạm